Nơi khăn ông thằng ngày sáng tìm mà phải bảm buồn khai tổ là nì chân nắm chụt thọ rô cà bà thân à với bàn xâm rạch tê và đá tàm thái rẻ xà chân nắm còl mòm mì rồn nâng mà sành đồm rơi áo thư rương tiền nịp liềm Cú hào ra chân xá đại là bấy chốt bòm phột bàn tu tìa thà mò ha chân nắm xâm nàng chụt thọ rô cà nơi khăn ông rồng vùng thằng ngày sáng tìm mà phải bảm buồn nì Miên liệp xâm nàng thông, miếp prạ, liệp lối hồ chồ mốc tuôn, đại miên lệ xâm nàng cử, bạm buồn rồi cao sấp bạm buồn, còm bú nòm liệp hình, xóm lột nẹ tàng chật buồn xuống ấy lời nì, ở vầy vấy nâng ban xâm rạch đôi kết đấy bòm nón prạch nà. Chân nam chụt, rìa xây làng bú trọt đẹp, đồng ná chỉ vứt rồi bỏ lột nẹ là ô bỏ xác lặng nà, mà ló hỏi, rồi mấy nôm ai miền cà rì chùm rán sắp kịch cà, mình tha chỉ rương cà nghiệp bỏ chạm thằng ấy, bành hà bạc cạ, mốc rồi bỏ rô xì tàu tùa tiến, chùm nuôn chuồng đồ, nâng bị xét rương bỏ tọc luôn, xót tài chuột cháy khrup tùm rông cà nghiệp tiền ọ. Chân nam thọ, nơi khăn ông rung vông thằng ấy bỏ khóa, tí mà phây bạm buồn khai tổ là nì, liếp tôi thóm hồ chốt đổi tực, Cả nghi rộng tổ tùa tiến bàn cả cọp, khua bầm nông bà thân à, bò nòm liếp xùm nán cứ bòp cả chục. Lúc nè, miền liếp miền chày, miền lôi chỗ mốc hồ hì, cả nghi rộng tổ tùa tiến cụp trò lọ hó, bàn tổ tùa phòl khu bì cả xe màn, bà chỗ mốc cụp tử tì. Nè bà có bà bò rộng xì chuồng đố, rư ca nghe tam ong gặp hiệp sạp bàn, rồi mến chuộc cháy khu bì cà xe màn. Chùm nay xâm bó nập hiệp xe này hạ bỏ xe lấy, miên tài ca dô chật khả nì, nâng xa xa lại chỉ nếch bỏ bấy khả lặng nà. Chân nam rò ca, rìa xây làng khu bú khả lặng nà, xâm rắp cây ca nghe nì ní, đại lốt nẹ tăng chật vừa nú, cứ tổ tù phò, tổ tù bàn liệp cầm ráy đò chán lửa lục. Bà chỉ nẹ bỏ co bỏ bò rò xì chuồng đồ vĩnh, tù chuồng tì chật tì ch Tên xâm rạch phò xóm đốt bòm nòn, lúc nè ai bà mô phô phó chô bà tè, vĩnh giang trò trẻ chất. Cả thơ đồng nà tì chật tì chân ái, chúp tài phiệp sọc cơ đồng, tèng bề tớ nâng trò lóp một vĩnh, rì ai xâm bó nà phiệp sân ai hà, cú xoà mây phẹt dì gòm lọc cơ mống, miên tài phiệp sọ sài, nâng gòm bông phà em lãi mờ khní bà bày nà. Chân nam còl, ngờ hên làng cơ bùa, Rìa xây các bố trọt đẹp, nơi khăn ông rung vông thằng ngày bảo hòa, tì mà phây bảm buồn ní. Miền tài liếp rõ xài, nâng miền xa nam nhỏ nhấm chỉ nịch, bảo lúc nè chong bừng bẹ, rước cháy bò bạ bì nào ná, rồi mến hỏi phái bạc tọp một vinh dạng quốc bảo xà. Bảo chỉ nè bảo cố bảo bò rô xì chuồng đồ vinh, tù chanh thơ chùm nuôn tì chật tì chân ngài. Miền cà lụt lùa, bàn phò chán chùm rán lửa lụp, tại bà Lúc nẹ thua cà nghĩ nơi tam ong gặp hiệp xa bàn vĩnh, cô rất tài chuột cháy phòng đài. Ai ca thua đồng nà từ tì chân ngài tì chết, chúp ta sẽ cái đầy sọc xem xàn, tiền bề tớ nâng trò lóp một vĩnh. Trong bố xong bó nập hiệp xa này hạ bỏ xa rấy, miên tài ca dô chật khá ní lọ nà, bỏ nhạp buồn xuống xong hết ấy lời ni. Chân nam màu mè, nơi khăn ông rung vông thằng ngày bảo hóa, tì mà phây bảm buồn khai tổ là ní, rìa xây làng cấp bước khả lăng nà, đồng ná chỉ vất rò bò lụng nè là ó bảo xà khả lăng. Đôi ní, chia về lìa bà đọp hò là ó, xâm ráp lụng nè chặt chàng cả nghìa, phò là ó, tàn hồi màu quýnh dàng cọ khả đào. Xâm ráp lụng nè, bảo có bảo bò rò xì chuồng đồ vĩnh, miền ca rì chùm ràn lụt loa từ mốc trường lươn. Đôi chân nè, Chia ọ ca là ọ, khăn ông ca phá lạp đồ mộc rộ bò, rước bạc thơ chùm nuôn tội thông bòm phọt. Ca thơ đồng nà tì chật tì chân ngái, chúp ta sẽ cái đầy sọc xem sàn, tiền bề tớ nâng trở lóp mộc vĩnh. Chân nam rồn, bò nòm liếp xùm nán cư bò khiêu, lúc nè, miền liếp miền chày, miền xùm nàng bò chôm chô mốc rộp tư. Cả nghĩa vầy vầy bàn xâm rạch đôi bòm nón bà thân à, lúc nè, miền liếp miền chày, miền lôi chỗ mốc hồ hì, cả nghĩa rộng tổ tùa tiền cụp trò lọ hó, bàn cả cóp khẳng nà, bà chỗ mốc mần đách nụ lòi. Nè bà cóp cả nghĩa rộng xì chuồng đố, bàn phò chùm nânh lửa lụp, nâng chuộc cháy cụp kịch cả nghĩa tiền ọ. Chùm nách xâm bó nập hiệp xà này hạ bà sấy, miên tài hiệp em hèm, nâng dô chật khí lọ nà.
ឆ្នាំម្សាញ់រាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃប្រហស្សនេះតំណាងជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរគួរសមម្លោះហើយធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនច្រើនរឿងក្នុងនេះមិនថាជារឿងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាប្រកៈនិងពិសេសរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដង ចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរដោយពេញដៃពេញជើងបានហើយអាចរកផលកម្រៃគ្រាន់ជាទីកក់ក្តៅលេខនាំលាភសំណាងគឺ777